Cùng với sản phẩm dệt thủ công truyền thống, thì những giai điệu khắp nôm chính là nét văn hóa đặc trưng khi đến với miền di sản của người Tày ở vùng đất Văn Bản. Tại xã Khánh Yên Trung, làn điệu khắp nôm đã in sâu vào đời sống tinh thần của bao thế hệ. Và đây cũng chính là niềm tự hào của người dân, là vốn di sản quý vẫn đang được người Tày nơi đây gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với niềm đam mê và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, những năm qua, bà Lương Thị Trường đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác, đặt lời mới cho các làn điệu khắp nôm. Với giọng khắp trong trẻo ngân vang, thuộc và hát hay nhiều làn điệu, bà Trường đã và đang cùng các thành viên trong câu lạc bộ truyền dạy khắp nôm, lưu giữ và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày nơi đây. Đi đình, đi đám ấy thì mình nghe theo người già, xong là mình cứ nhớ đấy thôi, xong là hát được thôi, không có trường nào mà dạy đâu. Thì cũng mong muốn là truyền lại cho lớp trẻ để nó học hỏi sau này, để nó khỏi phải mất cái bản sắc của dân tộc mình ấy. Từ nhỏ tôi là một người rất yêu thích văn nghệ, vì yêu thích văn nghệ và cũng sợ mai mốt đi phong tục bản sắc văn hóa dân tộc, thì tôi thấy các bà đi múa đi hát nôm này, tôi rất muốn tham gia theo phong trào của các bà và muốn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Các bà, các cô đã truyền đạt cho tôi những làn điệu khắp nôm với lại làn điệu múa then. Câu lạc bộ truyền dạy khắp nôm xã Khánh Yên Trung được thành lập từ năm 2012. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút sự tham gia của 30 thành viên. Các thành viên trong câu lạc bộ luôn nhiệt huyết trong việc giữ gìn và truyền dạy những điệu khắp nôm, những điệu múa then cho các đội văn nghệ ở các thôn bản. Qua đó góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng. Trước các bà chỉ có 16 thành viên thôi. Bây giờ tôi lại tập hợp từ lớp trẻ trẻ ấy, là truyền lại cho các cháu từ đang học lớp 5, lớp 6 ấy. Mỗi khi dịp nghỉ hè là sinh hoạt hè ở đây thì tôi cũng truyền dạy vừa khắp nôm lại vừa điệu múa của dân tộc. Và nếu mà mình không truyền lại thì các cháu sau này là nó quên lãng đi. Trân trọng, nâng niu, giữ gìn như một báu vật của đồng bào mình. Không chỉ ở Khánh Yên Trung mà giờ đây 12 xã trên địa bàn huyện Văn Bàn có đồng bào Tày sinh sống đều đang duy trì sinh hoạt thường xuyên 12 câu lạc bộ khắp nôm. Những hoạt động này góp phần tôn vinh giá trị của làn điệu khắp nôm trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Tày ở Văn Bàn.